Nguyễn Thành Hưng 29 tuổi, trú huyện Thuận Thành, lẻn vào nhà bác ruột ở một ngày một đêm trước khi sát hại gia chủ, cướp tài sản. Hưng bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ lúc 14 giờ chiều nay để làm rõ hành vi sát hại bà Nguyễn Thị Nhung, 55 tuổi. Theo cảnh sát, tốt nghiệp đại học, Hưng làm kiến trúc ở Hà Nội, xong đua đòi ăn chơi nên tìm cách trộm tài sản. Hưng thường đến nhà bác ruột là bà Nhung ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh chơi nên nắm rõ quy luật sinh hoạt. Anh ta sau đó đánh trộm chìa khóa nhà bà Nhung để chờ thời cơ trộm tài sản. Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh, Minh Trang. Khoảng 13 giờ ngày 20 tháng 2, Hưng đi xe máy từ phòng trọ ở Hà Nội về Bắc Ninh rồi dùng chìa khóa đánh sẵn để mở cửa vào nhà. Sau khi khóa cửa lại cẩn thận, Hưng lên phòng ngủ trống trên tầng 3 nằm chờ cơ hội. Sau một ngày một đêm không bị phát giác, khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 2, Hưng lấy chiếc kéo trong phòng thờ và vỏ gối để gây án. Thấy bà Nhung đang ngủ trong phòng, Hưng lẻn vào lấy vỏ gối bịt miệng và dùng kéo đâm chết nạn nhân. Gây án xong, Hưng lấy chăn ga giường lau sạch vết máu rồi cho vào máy giặt. Sợ bị phát hiện, khi xuống nhà dưới, Hưng vô hiệu hóa camera bằng cách tháo thẻ nhớ đem vứt. Che giấu hiện trường xong, Hưng nhặt dây chuyền vàng, hoa tai và lấy xe máy của nạn nhân đi gửi ở Bệnh viện Phụ sản Bắc Ninh. Hắn ta sau đó lấy xe máy của mình về phòng trọ ở Hà Nội, ngủ và tối cùng ngày quay lại nhà bà Nhung xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Theo cảnh sát, từ đêm qua đến sáng nay Hưng vẫn ở nhà nạn nhân để cùng lo hậu sự. Hắn ta không có biểu hiện lo lắng hay sợ hãi. Sau khi thu thập các chứng cứ, chiều nay Hưng bị bắt ở chính đám tang bà Nhung. Let's block us. Why?